Quý vị và các bạn thân mến, sinh thời Võ Tắc Thiên không chỉ nổi tiếng bởi là vị nữ hoàng đế duy nhất Trung Quốc, mà bà còn được biết đến với khả năng mây mưa rất mạnh mẽ mà ít ai sánh bằng. Thậm chí ngay cả khi đã 60 tuổi, nhưng bà vẫn không ngừng tuyển chọn các mỹ nam, những người khỏe mạnh, khôi ngô và giỏi giang trong chuyện chăn gối để vào cung hầu hạ. Những cuộc ân ái thâu đêm suốt sáng của Võ Tắc Thiên cứ diễn ra liên tục và đều đặn, tưởng như kéo dài không hồi kết. Vậy tại sao khi về già, nữ hoàng đế này vẫn sung sức như vậy? Liệu có phải đó là cách bà bù đắp lại quãng thời gian thời thanh xuân hay không? Tất cả sẽ được giải mã trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như chúng ta đã biết, Võ Tắc Thiên là người duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được công nhận và biết đến là nữ hoàng đế. Võ Thị vào cung năm 14 tuổi, cô được hoàng đế Thái Tông Lý Thế Dân của nhà Đường đặt cho cái tên là Võ Mị hay Võ Mị Nương. Yêu kiều, xinh đẹp, khát khao được tỏa sáng, khát vọng sự sủng ái của hoàng đế. Nhưng cô ấy chỉ là một tài nhân của Thái Tông trong hơn 10 năm. Thái Tông Lý Thế Dân là một ông vua tài năng xuất chúng. Điều mà ông cần ở phụ nữ chỉ là đức hạnh, nhu mì, ân cần và dịu dàng. Nhưng sắc đẹp và tài năng của Võ Mị Nương không được hoàng đế đánh giá cao. Đến khi được sủng ái thì sức khỏe của Thái Tông Lý Thế Dân không còn sung mãn mà như ngọn đèn sắp tắt. Vì vậy sau cái chết của vua Lý Thế Dân, cô được gửi đến chùa Cảm Nghiệp làm nữ tu. Là một phụ nữ, Võ Tắc Thiên muốn được giải thoát khỏi kiếp nữ tu, nhưng chỉ có thể đạt được điều này thông qua hôn nhân. Bà cần phải dựa vào một người đàn ông biết nghe lời mình, cần một người đàn ông yếu đuối, có quyền lực. Bánh xe lịch sử cũng thuận theo ý của bà. Vua Lý Thế Dân Băng Hà đã khiến con trai của ông là Thái tử Lý Trị trở thành lựa chọn của bà. Cao Tông Lý Trị giàu tình cảm, yếu đuối và ốm yếu, thiếu quyết đoán và lại dành tình cảm sâu đậm cho bà. Vì vậy sau 5 năm sống trong chùa lạnh lẽo và cô đơn, Võ Tắc Thiên vào cung lần thứ hai trở thành chiêu nghi của Cao Tông. Lúc này Võ Tắc Thiên đã gần 30 tuổi, còn Cao Tông Lý Trị mới 25 tuổi. Trước một Võ Tắc Thiên trưởng thành và khôn ngoan thì Cao Tông Lý Trị như một đứa trẻ ngây thơ. Nàng Mị Nương đôi khi đa tình lả lướt, đôi khi lại tỏ ra giận dỗi, nhướng mày giận dữ, vẻ mặt uy phong lẫm liệt, khiến cho Lý Trị không thể đoán định, càng thêm si mê. Chỉ trong vòng hơn một năm, cô được thăng từ ni cô thành chiêu nghi rồi lên làm hoàng hậu. Sử sách Trung Quốc còn cho rằng vào thời điểm này Cao Tông thậm chí còn rất khó khăn đến gần những cung tần khác. Nhiều phi tần đã không được nhà vua sủng hành, thậm chí còn trở thành nữ quan thần túy trong cung. Trong những năm sau đó, Võ Tắc Thiên không hề vướng vào sự chằng chằm nào, mà toàn bộ năng lượng được bà dành cho các cuộc đấu tranh chính trị. Cho đến khi Cao Tông Lý Trị qua đời, Võ Tắc Thiên chính thức lên ngôi, đổi quốc hiệu thành Võ Chu và trở thành một nữ hoàng đế thực sự. Nhu cầu trở thành một người đàn bà thực thụ của Võ Tắc Thiên cũng được thúc đẩy. Khi toàn bộ quyền lực được thâu tóm về tay thì bà ta mới bộc lộ và không hề che đậy sự râm loạn chống hậu cung. Đặc biệt, điều này không hề được nhắc đến trong các tác phẩm phim ảnh của Trung Quốc. Trở thành nữ đế không bao lâu, bà công khai nuôi nam nhân như thú cưng. Công chúa Thái Bình còn thường xuyên tặng Võ Tắc Thiên những mỹ nam như những món quà trong ngày lễ, và họ đều là những mỹ nam được yêu thích nhất, có tiếng trong thiên hạ. Võ Tắc Thiên mê đắm tên hòa thượng giả danh Tiết Hoài Nghĩa vì thân hình cao to, mạnh mẽ và quyền lực của hắn ta. Sau đó, thái y trong cung Thẩm Nam Mậu trở thành người yêu thích mới của Võ Tắc Thiên. Vì ghen tị, Tiết Hoài Nghĩa đã đốt lửa thiêu rụi vạn tượng thần cung, gồm cả chùa và tượng Phật, nhưng Võ Tắc Thiên không truy cứu. Sau đó, Tiết Hoài Nghĩa ngày càng trở nên kiêu ngạo và cuối cùng khiến Võ Tắc Thiên càng thấy chán ghét và mượn tay công chúa Thái Bình ám sát. Thẩm Nam Mậu, người tình mới yêu thích của Võ Tắc Thiên, cũng không đáp ứng được nhu cầu dục tính của Võ Tắc Thiên. Dần dần vì lao lực, sinh bệnh mà chết. Ở giai đoạn cuối đời, dù đã ngoài 60 tuổi, nhưng bà vẫn có hai nam sủng là anh em Trương Xưng Tông và Trương Dịch Chi, thường xuyên cùng họ hoang lạc trong cung. Vì sủng ái hai anh em họ Trương mà bà dung túng cho hai người chuyên quyền, khiến nhiều đại thần bất bình. Tại sao Võ Tắc Thiên cần nhiều nam nhân như vậy?
Có lẽ lý do là thời trẻ bà không được thỏa mãn bởi các vị tông đế. Thái Tông Lý Thế Dân thì đã già yếu, còn Cao Tông Lý Trị thì ốm yếu. Cho dù Võ Tắc Thiên có là tay sành sỏi, dùng mọi hình thức thì cũng không thể thỏa mãn được dục vọng. Sau cái chết của Cao Tông Lý Trị, có lẽ ham muốn thể xác bị kìm nén của bà đã bùng phát. Khi con người ở đỉnh cao quyền lực, nếu không thể tiết chế được dục vọng của bản thân thì sẽ dễ dàng sử dụng quyền lực để đi lệch hướng. Quý vị và các bạn thân mến, trong vô vàn những câu chuyện thị phi xoay quanh cuộc đời đầy quyền lực của vị nữ hoàng đế độc nhất này, người ta còn nhắc đến những cuộc tình vụng trộm cực kỳ râm ran của nữ đế Võ Tắc Thiên. Vậy những câu chuyện đó đã diễn ra như thế nào? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Mây mưa với tiểu hòa thượng. Võ Tắc Thiên sinh ngày 17 tháng 2 năm 625. Tên thật nguyên bản của Võ Tắc Thiên không được ghi lại, còn cái tên Võ Chiếu là bà tự sáng tạo ra, ví mình như mặt trời, mặt trăng. Võ Chiếu được đưa vào hậu cung của Thái Tông Lý Thế Dân nhà Đường vào khoảng năm 639 làm một tài nhân, tức là một trong 9 người thiếp cấp thứ 5. Thấy Võ Chiếu xinh đẹp nên Đường Thái Tông đặt tên cho bà là Mỹ, có nghĩa là duyên dáng, xinh đẹp, và vì vậy còn được người Trung Quốc gọi là Võ Mỹ Nương. Sử sách Trung Quốc còn ghi chép rằng lần đầu được dâng lên vua Đường Thái Tông, Võ Chiếu đã phỏng phao xinh đẹp, đối đáp lại trôi chảy, khiến cho ông vua háo sắc tuổi đã ngoài tứ tuần mê mệt. Bên mình không thiếu gì thê thiếp xinh đẹp, nhưng phải mê mẩn Võ Mỹ Nương. Không những thế, mặc dù ở lứa tuổi vắt mũi chưa sạch, nhưng Võ Chiếu khi đó đã rất am hiểu chuyện giường chiếu. Đây cũng chính là chiêu bài mà khiến cho một người đáng tuổi phụ thân của mình như vua Đường Thái Tông say mê Mỹ Nương đến mức mê mẩn. Ngày nào cũng đến cung Phúc Tuy để hành sự. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho sức khỏe của Thái Tông sa sút nhanh chóng. Đến khi Đường Thái Tông băng hà, theo lệ những phi tần cung nữ phải chết theo vua. Thế nhưng Võ Mỹ Nương biết được ngày này sẽ đến với mình, nên khi Đường Thái Tông lâm trọng bệnh, sự sống chỉ còn tính từng ngày, Võ Chiếu đã khéo dùng lời ngon ngọt xin được cắt tóc đi tù, nói là cầu phúc cho vua Lý Thế Dân, nhưng thật ra là tránh lệnh tuần tán theo vua. Theo lịch sử Trung Quốc, trước khi tiến cung làm tài nhân, Võ Chiếu đã có quãng thời gian sống tại chùa Cảm Nghiệp và quen biết với tiểu hòa thượng Phùng Tiểu Bảo. Lần đầu tiên hai người gặp nhau khi Võ Tắc Thiên 14 tuổi, còn Phùng Tiểu Bảo cũng chỉ mới 17. Sự thanh vắng và buồn tẻ trong chùa đã khiến cho cả hai đã trở nên thân thiết và dính với nhau như hình với bóng. Mặc dù xuất gia, nhưng Phùng Tiểu Bảo khi đó mới chỉ là chú tiểu, nên nỗi vương vấn với trần tục vẫn còn sâu đậm. Hàng ngày, Tiểu Bảo vẫn thường xuyên xuống núi để bẫy chim và mang những chiến lợi phẩm này về cùng chia sẻ với Võ Chiếu. Không những thế, trong những công việc hàng ngày ở chùa, Tiểu Bảo cũng thường xuyên giúp đỡ người đẹp rất tận tình, lúc thì gánh nước, quét sân giúp, lúc thì sâu kim và giặt giũ cùng. Chính vì thế, tình cảm giữa hai người ngày càng trở nên sâu đậm. Sau khi vua Đường Thái Tông băng hà, Võ Tắc Thiên đã bắt đầu cuộc sống cô độc với thân phận ni cô tại chùa Cảm Nghiệp nằm chênh vênh trên núi. Trong những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời, trong chính ngôi chùa linh thiêng đó, Võ Tắc Thiên đã gặp lại chú tiểu có tên Phùng Tiểu Bảo. Theo sử sách còn ghi lại, cả Phùng Tiểu Bảo và Võ Tắc Thiên đều là người không muốn xuất gia, nhưng do hoàn cảnh nên cả hai đã gặp lại nhau tại nơi cửa Phật. Tình cảm chung kính bấy lâu, cả hai người không thể kìm nén được nữa, và chuyện gì đến thì cũng đã đến. Nỗi si mê, nhớ nhung của Phùng Tiểu Bảo với Võ Mỹ Nương bấy lâu đã được đền đáp. Dục vọng của Võ Mỹ Nương trong những ngày tháng buồn tẻ này cũng không phải kìm nén nữa, mà hòa hợp với tiểu hòa thượng Tiểu Bảo tại chốn linh thiêng này. Song song đó là những mưu toan chờ ngày tái khởi. Sau khi Thái tử Lý Trị lên ngôi hoàng đế thay cha, vì si mê sắc đẹp của Mỹ Nương nên vừa mãn thăng cha đã đến chùa Cảm Nghiệp tìm người tình cũ và hoài thai thái tử. Sau đó Võ Mỹ Nương được hoàng tộc tiến cung lập làm chiêu nghi, hiệu Thân Phi. Cuộc ra đi của Võ Tắc Thiên đã khiến cho Phùng Tiểu Bảo cảm thấy hết sức bất ngờ và đau khổ. Để có thể níu kéo được mối tình với người đẹp, mặc dù đã xuất gia, nhưng Phùng Tiểu Bảo thỉnh thoảng vẫn lén gặp người cũ.
cũng có nhiều lời đồn thổi rằng vì lưu luyến với người tình đã ở bên mình trong những ngày tháng hoạn nạn. Trong suốt nhiều năm, Võ Tắc Thiên vẫn qua lại và coi Phùng Tiểu Bảo là người tình tri kỷ khó thay thế. Vì vậy, trong những lần lén lút trốn đi gặp nhau, mặc dù đã là một hòa thượng, nhưng Phùng Tiểu Bảo vẫn chung chăn gối với Võ Tắc Thiên. Mẹ con dùng chung một người đàn ông. Để có thể qua lại với Phùng Tiểu Bảo một cách dễ dàng, Võ Tắc Thiên sau khi lên ngôi hoàng đế đã yêu cầu Tiểu Bảo hoàn tục và đưa vào cung. Để có thể qua mặt được nhiều tai mắt trong hậu cung và tránh những điều tiếng không đáng có, Võ Tắc Thiên đã giới thiệu rằng người đàn ông này chính là họ hàng của mình, đồng thời thay tên đổi họ cho Phùng Tiểu Bảo thành Tiết Hoài Nghĩa. Mặc dù nhận được sự sủng ái đặc biệt từ Võ Tắc Thiên, nhưng vốn là một kẻ háo sắc, nên ngay sau khi vào cung, Tiết Hoài Nghĩa đã kịp trang bị cho mình rất nhiều tình nhân mới, đặc biệt là trong số những tình nhân này cũng có tên của Thái Bình công chúa, con gái duy nhất của Võ Tắc Thiên với hoàng đế Lý Trị. Sau khi vào cung, nhận được sự sủng ái quá đặc biệt của Võ Tắc Thiên, nên Tiết Hoài Nghĩa đã trở thành một kẻ kiêu ngạo và coi trời bằng vung. Ngoài hai mẹ con nhà họ Võ là tình nhân cao cấp ra, Tiết Hoài Nghĩa còn có một danh sách người tình dài đến chục trang và đủ các thân phận khác nhau. Sử sách Trung Hoa còn ghi lại, con rời của cựu hòa thượng họ Tiết này cũng đã có tới vài chục. Không những thế, Tiết Hoài Nghĩa luôn có thái độ kiêu ngạo với mọi người, đồng thời lợi dụng sự ân sủng của Võ Tắc Thiên để mưu lợi cá nhân cho mình. Nhờ tài ăn nói khéo léo cộng với vẻ ngoài bảnh bao công tử, nên sau một vài lần gặp mặt, dù là người đã có chồng, nhưng Thái Bình công chúa vẫn bị sức cuốn hút của Tiết Hoài Nghĩa làm cho mê mẩn. Để có thể thường xuyên gặp gỡ được người đàn ông này, Thái Bình công chúa đã liên tục mời Tiết tiên sinh đến phủ công chúa đàm đạo chuyện thế sự. Biết được thông tin về Hứa Hoài Nghĩa và con gái, Võ Tắc Thiên đã vô cùng tức giận, nhưng cũng không biết nên giải quyết thế nào. Với ý nghĩ của một cựu hòa thượng lại cùng chung đụng với hai mẹ con quyền thế đã khiến cho Võ Tắc Thiên nổi điên. Từ thái độ đặc biệt sủng ái với người tình lâu năm, vị nữ đế này đã quay sang căm ghét Tiết Hoài Nghĩa. Khi Thái Bình công chúa được nguồn tin thân cận mật báo rằng Tiết Hoài Nghĩa chính là người tình bí mật của mẹ mình, cô đã phản ứng gay gắt. Thay vì bảo vệ người tình của mình, Thái Bình công chúa đã đến gặp Võ Tắc Thiên và trình bày nguyện vọng muốn xử lý tên trầm đảng này. Vốn đã hận Tiết Hoài Nghĩa vì dám cặp kè với con gái mình, lại không thể ưa nổi thái độ hách dịch kiêu ngạo của một tên vô danh tiểu tốt, Võ Tắc Thiên đã hạ lệnh thủ tiêu người tình thổ nào của mình. Vào một ngày đẹp trời, khi Tiết Hoài Nghĩa vẫn đang say sưa dứt nồng bên người đẹp, quân binh của Võ Tắc Thiên đã ập đến và lôi tên này ra pháp trường, không một lời giải thích, không có dự báo trước từ Võ Tắc Thiên. Tiết Hoài Nghĩa đã bị đánh đến chết bởi một đội quân hùng hậu với gậy sắt trong tay. Không chỉ dừng lại ở đó, sắc của Hứa Hoài Nghĩa còn được lệnh đốt thành tro rồi vùi xuống bùn sâu. Theo lời giải thích của các nhà sử học, thì hành động này của Võ Tắc Thiên nhằm vĩnh viễn che giấu đi sự thật trần trụi về mối tình của hai mẹ con với một cựu hòa thượng. Dân trai cho mẹ giải sầu. Sau khi Tiết Hoài Nghĩa bị xử tử, để xoa dịu nỗi đau thầm kín của mẹ, Thái Bình công chúa đã giới thiệu cho Võ Tắc Thiên người họ hàng của chồng làm bầu bạn. Theo sử sách ghi lại thì người đàn ông này có tên là Trương Xuân Tông, là một mỹ nam. Thực sự để miêu tả vẻ đẹp của Trương tiên sinh này, có tài liệu đã ghi Trương Xuân Tông có khuôn mặt trong sáng như pha lê, với ánh mắt và khóe miệng luôn hút hồn người đối diện. Không những thế, với làn da trắng ngần, mềm mại, thân hình uyển chuyển, Trương tiên sinh quả thực là một đệ nhất mỹ nam. Lần đầu tiên gặp gỡ Trương Xuân Tông, Võ Tắc Thiên đã lập tức đắm đuối tới mê mẩn. Sau đó không lâu, chàng trai họ Trương đã được lệnh vào cung để hầu hạ hoàng đế và trở thành một cánh tay đắc lực giúp việc cho Võ Tắc Thiên. Nhờ có sự chăm sóc ân cần và chu đáo từ Trương Xuân Tông mà thân sắc cũng như tinh thần của võ hoàng đế thay đổi rõ rệt. Hiểu được sở thích của nữ đế, Trương Xuân Tông bèn tiến cử em trai là Trương Dịch Chi, được đồn là có gương mặt như hoa sen, cũng có tài thao lược giường chiếu, cung phụng chu đáo khiến bà rất mãn nguyện về tinh thần, thanh xuân phơi phới. Bà ban ơn cho sự cống hiến của anh em họ Trương, phong anh em họ Trương làm quan cấp cao trong triều, giao phó việc nước và trở thành người đáng tin cậy nhất trong những năm tháng sau này của bà. Anh em nhà họ Trương cậy quyền và kiêu ngạo,
không chỉ trong hậu cung mà còn can thiệp vào công việc chính sự của quốc gia, làm dấy lên sự phẫn nộ của quần thần. Cuối cùng, trong năm Thẩm Long thứ nhất, tể tướng đương triều là Trương Giản Chi và những đại thần khác đã phát động binh biến cung đình để giết chết anh em nhà họ Trương, yêu cầu võ hậu thoái ngôi lần thứ nhất. Đến năm 705, tể tướng Trương Giản Chi cùng các đại thần phát động binh biến lần thứ hai, ép võ hậu thoái ngôi và đưa Đường Trung Tông lên ngôi. Nữ đế Võ Tắc Thiên bị giam lỏng ở Thường Dương Cung tại Lạc Dương cho đến khi qua đời không lâu sau đó, thọ 82 tuổi. Bà cũng trở thành một trong ba vị hoàng đế Trung Hoa có tuổi thọ cao nhất, bên cạnh Lương Vũ Đế Tiêu Diễn 87 tuổi và Thanh Cao Tông Càn Long Hoàng Đế 89 tuổi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video. Quý vị nghĩ sao về nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.